Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu đó. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Còn anh này là trái tim tượng trưng cho anh. Và trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Đã chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cái cà vạt. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích đúng không? Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. Mà như một phải màu xanh. Màu xanh. Bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? Dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Thẳng đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hết nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Yêu em yêu cả trái tim. Tình anh tình em trọn đời sắc son. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Cho anh nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. Yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thủy chung. Rồi anh sẽ. Dạ cảm ơn. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Trước tiên em xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kế toán. Làm ở quận mấy Điền? Dạ hiện tại em đang công tác ở quận 3. Công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Quận 3 nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào cô Hùng Vân. Chào chú Huyền Linh. Chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Quê cưng ở đâu? Dạ quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy mình làm nghề gì nè? Dạ con kinh doanh tự do ạ, con làm phân phối. À, làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ con ở huyện Hòa Thành á chú Linh. Huyện Hòa Thành có gần không Điền? Dạ đi cũng cỡ hai mấy cây. Cũng gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em trai bên kia? Dạ em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, năng động và sống như ngăn nắp gọn gàng, thích làm thơ với là thích ca hát. Và cái điểm yếu thì bản thân thì hơi dễ xúc động, coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Thứ hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải nốt lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy đó. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là sao? Là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm à. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ có người thì một tuần. Nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Mấy tháng? Dạ được cũng được 2 năm. 2 năm cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn ở không, mình chưa có tìm hiểu. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng
còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ vẫn mình vẫn chưa hợp nhau nhiều thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng của mình cho bà mối qua nghe đi. Dạ, em chào chị Vân. Rồi, thì chào em người đơn giản thì mẫu bạn gái cũng đơn giản thôi. Chiều cao thì mét rưỡi, mét 55 trở lên, dễ nhìn, dễ thương rồi cân đối. Tóc làm sao, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em lấy thích thường thôi, được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Hữu thôi. Lương Bích Hữu hả? Lương Bích Hữu. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí thì có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Ôi ổng làm như giờ là ổng nhon mà ổng nhỏ lắm gì đó. Ông, gì nè đâu? Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Thấy chưa chứ? Chàng gái. Bây giờ nghe chàng trai nói bên kia, em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ, có vẻ truyền thống. Truyền thống ha? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À, em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi à. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ, con đi với mẹ con, rồi mẹ bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Lên đây cũng nhờ hai anh Di lặng ghép hai đứa, cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Cơ hội là các bạn tự cho đó. Cô thấy... cái đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi, mẹ dễ thương quá. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì có và sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao lưu cả nha. Anh Linh và chị Hương Vân, tôi là dì của cháu Thanh Điền. Dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Đến đây thì... chị cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả chị? Đây. Đó. Rồi mẹ đứng lên nói vài câu với thằng gái đi. Đó. Đó. Hai bà xui tương lai. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Thằng trai nói gì với thằng gái đi. Chị cũng cho hai con cơ hội gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Hai đứa mình xong ca luôn. Không ca luôn. Bán gì? Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Vậy là vui rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Có chút quà gửi em. Dạ, cảm ơn anh. Để thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng. Dạ. Cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Yeah. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Yeah. Đặt chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích đúng, đúng em không? Đúng thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. Mà như màu phải màu xanh. Màu xanh. Bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Thẳng đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối. Cho anh yêu em. Yêu em yêu cả trái tim. Tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. À, yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Yeah. À, cho anh nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. À, yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah.
yêu em yêu mãi muôn đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thị chung. Rồi anh sẽ. Dạ cảm ơn. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa xăm, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về về chỗ đi. Ngồi nói chuyện với nhau đi. Em cũng quên, em xin gửi phần cho ông Bay Mà Mối nữa. Chị tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ôi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gà phải không? Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem nhiều con vậy Linh. Không, con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Trời đẹp quá, tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có hả? Ý là em mua gà trống ở thị thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình chân chất một mạc. Đúng rồi. Dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á. Không biết em tên gì ạ? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ, em tên Trang. À, Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À, dạ. Còn anh? Dạ, tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy giờ họp rồi đó, hai người quên hết họp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ, em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Còn hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền, góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. Vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. Biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân, dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm với biết lắng nghe. Rồi còn cũng phải lắng nghe rồi tôn trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Thì em nghĩ là vậy. Thì nhận mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Dạ. Cũng đều nhận tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ nhận như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao? Nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Vậy mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... còn ghen anh cũng thích ghen nữa. Ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em... Vậy nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Nên gọi là nội tâm. Em có phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ tính sao tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu quá hả? Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính đánh về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á
Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á, thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được, mà 5 cũng được. Nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Em dạ. Nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên. Dạ. Này là thật sự là cái duyên, cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Trời ơi, hay luôn. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình nhắm mắt lại, kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. 2. Chúc mừng. Yes. Em xin phép gia đình đi. Dạ. Thì ở nhân đây chương trình á thì con xin phép anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ con xin hết. Rồi Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được sao cả. Dạ nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. À, chào mẹ, chào dì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót với con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Hay được lắm á. Bây giờ con thấy này được á con. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của em Trang. Đó. Dạ được không bác, vô mẹ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha. Rồi đây là quà tặng của chương trình nè. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn chương trình.